So this is the Vạn Phước Pagoda. So it's like the biggest pagoda in Bến Tre province. It's located in Ba Tri, Bình Đại district. So because of the New Year Day, so many people will go to the pagoda and temple to pray for, you know, good, happy New Year's with a good health, good luck. So you can see the big Buddha from here. So this side is still under construction. There's a big lake here. Dạ. Bác hư hết sức rồi, bác có ý kiến chứ. Bây giờ bỏ khách sạn rồi mà cầm ra ngồi và để toilet thôi đâu. Đâu có dễ gì không? Dạ. Dạ rồi mà. Rồi. Thấy hình á. Đây nè, 18 tay, 180 tay hay gì, 180 tay. This is flower garden. This is Wang Yin Buddha. It's very big, it's huge. Nè con.
hai đứa là một người lo ở trước quá. There is a big garden here. This place is very huge. Mặt nó dài đi cái kim về.
Thôi, nắng dữ rồi má. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.